Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Audio nhé. Hôm nay thì em lên cho các bác một con công suất của dòng Peeler, có mã là XRP5MD. Đấy, thiết kế rất đẹp. Đây, coi như này, hàm hố cực kỳ luôn. Đấy. Coi chế độ P-Bass nhé. Đấy, về hình thức các bác nhìn qua này, hàng đẹp tuyệt vời. Đấy, so một con hàng bãi thì em nghĩ đây là một con hàng tuyệt vời đấy. Đây, các bác ơi nhìn này, sướng lắm các bác ạ. Đấy, con này công suất của nó nhá, công suất là 120W. Vâng, kinh khủng khiếp luôn này, em mời các bác nhìn qua luôn này. Đây, hàng sản xuất tại Nhật nha, Made in Japan này, là sản xuất tại Nhật rồi này. Đấy, điện là 100V này, công suất là 120W, tần số 50-60Hz này. Đấy, mã là 300GP nhá. Đấy, đọc cho em cái mã cuối thôi là 300GP nhá, là cái số seri. Bác nào nhận hàng check đúng số seri mới nhận hàng, không đúng số seri không nhận hàng được chưa ạ? Phải đúng số seri này mới nhận hàng nhá, là 300ZP này. Nếu hoặc là các bác chụp ảnh lại toàn bộ cái mã này luôn này, cái số seri này. Đấy, chụp lại số seri này nhá. Đấy. Đúng hàng này thì đúng con này, đúng cái mã này thì đúng cái số seri này thì đúng mới đúng là hàng Nguyên Vũ gửi nhá. Còn lệch số seri này là lệch một số thôi là cũng không nhận hàng cho em nhá. Trả lại hàng, lệch một số trả lại hàng được chưa? Phải đúng cam kết đúng số này anh mới nhận hàng được chưa? Các con nếu không đúng các số này thì các anh không nhận hàng cho em được chưa? Đấy. Nhận hàng kiểm tra đúng số seri, sau đó là kiểm tra hàng ok đúng như video đang quay thì mới thanh toán hàng cho em được chưa? Đấy. À, con này nó có cổng AV này để nghe điện thoại này là CD 2 la mã nha đây. Đấy, thì tí nữa về đằng trước em sẽ hướng dẫn các bác cái cách chuyển CD 2 la mã. Đấy, cầu loa nó là dạng cầu kẹp này. Loa này có thể ghép công suất có thể ghép loa từ 8 đến 16 ohm nhá. Đánh được loa từ 8 đến 16 ohm. Đấy, đây là tản nhiệt của nó này. Con này em thật sự các bác là nó lặng dã man luôn các bác. Kinh khủng luôn. Dòng Peeler, tất cả các công suất của dàn chung nhá, thì dòng Peeler là dòng công suất B gọi là mỏi tay nhất. Đấy là nói thật, B mỏi tay nhất, kể có những con to hơn nhẹ một chút nhưng vẫn nhẹ nếu mà không phải của Peeler. À, con này thì có hai cassette nhá, có hai cassette này. Em xin lỗi, có một cassette này. À, đây là một cái cassette này. Cassette này thì hiện tại thì cơ của nó hơi kẹt một tí này. Đấy, thì về các bác có thể là kiểm tra thì đấy lại cơ nhá. Đấy, màn hình của nó thì con ở đây là một cái màn hình này, và đây cũng là một cái màn hình hiển thị nhá. Đây là một cái màn hình chính, và đây là cái màn hình hiển thị cho cassette. Đấy, thông thường với công suất thì nó chỉ có một màn hình chính thôi, nhưng mà con này được trang bị tới hai màn hình rất là đẹp. Đây là màn hình và đây là một màn hình nữa. Đấy, còn đây là cửa MD. Đấy, CD con này thì dòng đĩa nuốt, và những cái dòng đĩa nuốt thì các bác lưu ý cho em này, không bao giờ được phép là cầm ấn nhẹ vào nhá, ấn như mạnh vào, mà là chỉ cần cầm vào đặt vào đây và tự máy nó sẽ nuốt vào nhá, nó nuốt vào. Đấy, còn trong bên trong này nhá, nó là một cái ổ, tức là khi nhấn nút ở đây đấy, thì nó open, nó mở ra. Thì ở đây nó sẽ có 25 cái khay đĩa, tức là nó có 25 cái khay để các bác xếp đĩa vào. Đấy. Và lưu ý cho em này, cái ổ đựng đĩa này nhá, thì em có test rồi, thì hiện tại thì cái cơ của nó, tức là nó ra thì được, nhưng mà vào thì nó có vẻ nó hơi kém tí, dây cu loa nó hơi trùng hay gì đấy, thì về các bác kiểm tra. Thì nếu lúc vào thì các bác lại phải dùng tay mình ấn vào, tức là mở ra thì tự nó ra, nhưng khi ấn vào thì mình lại phải dùng tay mình hơi đẩy nhẹ cho nó vào, bởi vì cái cơ của nó là nó đang bị trùng dây cu loa gì gì đó. Thì về cái này về các bác kiểm tra. Đấy, ok không ạ? Nói chung thì các bác yên tâm, nhà em bán hàng thì có làm sao em phải nói là vậy, tức là hàng mà bị như nào hay là sống bình thường hay như nào thì cũng phải nói rõ cho các bác để các bác biết được là con này nó như thế này và con kia nó như thế kia. Đấy, mình ok, mình mua được con này mình thấy hợp lý với mình thì mình đấy, được chưa ạ? Chứ nhà em không bán dấu diếm. Tại vì nhá, nếu mà bán mà dấu diếm ấy thì em quay suông như này đúng không? Em bảo các bác cái này nó vẫn ok này, cái này nó vẫn ok này. Nhưng mà về các bác mà dùng nó không chạy, các bác thấy bực không? Các bác có thấy bực không? Chắc chắn là bực đúng không ạ? Thế nên là em đi mua hàng cũng vậy thôi. Nếu mà em mua cái gì mà nhập nhà em thật, bác về lần sau em vứt thẳng xuống ao luôn, mà lần sau không bao giờ gạch mặt, không bao giờ mua luôn. Đấy, em xóa liên hệ luôn, không bao giờ mua. Đấy, thế nên là dựa trên tâm lý khách hàng, nhà em cũng bán hàng y như các bác đang đi mua hàng thôi. Thế nên là các bác yên tâm nhé. Đấy, còn cái gì em bảo chạy được là chạy được. Ví dụ như đường điện thoại nhá, cái đường điện thoại thì ok, con này nghe công suất hay cực kỳ luôn, bởi vì công suất 120W hay dã man luôn. Đấy, riêng công suất là hay dã man luôn. Đấy, còn CD này thì em có thử thì đĩa này vào ấy, thì như nó vẫn chạy thôi, nhưng mà cái cơ này thì dây cua trùng này. Đấy, còn MD cassette thì cassette này thì đang bị lỗi cơ không mở được, còn MD thì em không thử tại vì không có đĩa. Đấy, volume vô đức thì vẫn ok, chỉnh các chế độ thì vẫn ok.
Đấy. Điện thoại thì chỉnh ở đây. Nó ngoài ra là có thêm chế độ PVAT. Đấy, con này thì bình thường của nó sẽ là 1,5 triệu. Vâng. Nhưng tuy nhiên thì thôi em bán gọi là bán để các bác về làm công suất là chính nhá. Và làm công suất và vừa làm trưng bày. Thì tôi tính các bác giá là 1,050,000 nhá. Đấy, tính các bác là 1,050,000 con này nhá. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ đặt hàng thì gọi cho em qua số 0966594581 hoặc số 0979891682 nhá. Đấy, thì bác nào chốt thì alo luôn cho em để em test hàng nhá. Tại vì nhà em bên cạnh đang có khách, các bác đang đến lấy hàng với cả đang test hàng, thế này em cũng chưa test được ngay. Đấy, em quay video này sang này phải test cho khách hàng luôn thì các bác thông cảm cho em nhá. Đấy, thì bác nào chốt thì alo cho em, thì trong ngày hôm nay em sẽ test luôn cho các bác, test bàn giao luôn là công suất ok được chưa, test bàn giao công suất ok, còn CD thì vẫn test thử cho các bác, được không được thì không quan tâm, được chưa? Đấy, được chưa? Em nói rõ ngay thì em chỉ bán công suất thôi mà, còn CD thì là test thêm thôi. Đấy, đấy. Thì giá là 1,050,000 nhá. Đấy. Thì bây giờ phải sang bác khách bác đang ngồi đợi bên này. Ok rồi, thì em chào các bác nhá. Bác nào chốt theo luôn luôn để em test hàng nhá. Vâng, xin chào các bác.